Alo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Các anh chị em, nếu có anh chị em nào có mặt trên live stream trên màn hình, xin báo lại dùm. Xem rằng âm thanh có nghe được hay không. Alo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hôm nay tôi cũng không có được cái thời giờ và cái bối cảnh thuận tiện để có thể ngồi ở một cái bàn nào đó để chúng ta nói chuyện với nhau. Dù rằng ngày hôm nay cái đề tài mà tôi mạo muội được trình bày với các anh chị em ngày hôm nay đó, đối với tôi nó là một cái đề tài hết sức quan trọng. Trong chúng ta nó trôi qua 2 ngày rồi, cái câu chuyện của Đắk Lắk đó, của đồng bào Tây Nguyên của chúng ta đó, nó đang làm xáo động lên rất là dữ đối với những cái mạng truyền thông mà những người Việt Nam sử dụng, những mạng truyền thông của xã hội, đặc biệt là trên Facebook và trên YouTube đó, để thực hiện những ước mơ của mỗi cá nhân liên quan đến câu chuyện đấu tranh. Cái thái độ, cái cách ứng xử của chúng ta đó, nó khác nhau. Nó khác nhau đến vì cái tầm nhận thức của mỗi người nó mỗi khác nhau. Nó cũng liên quan đến cái địa phương, vùng miền, lãnh thổ, nó tạo ra những thói quen, những suy tư mà đôi khi nó trái chiều với nhau. Đây là một thực tế mà chúng ta không thể nào phủ nhận được. Chúng ta có những bất đồng rất lớn liên quan đến vấn đề chủ nghĩa, tức là tạm thời chúng ta gọi như vậy đi, bởi vì thực ra đó nó không phải là thứ chủ nghĩa nào cả, mà nó là một cái hiện tượng thuộc về sự xảo trá mà dân tộc của chúng ta trở thành nạn nhân suốt 60 năm qua, 60-70 năm qua, từ năm 1945. Sau cái gọi là có sự xuất hiện của một cái đảng, và đảng đó đã cướp được chính quyền của chính phủ Trần Trọng Kim. Người ta nói là con quạ mà nó đẻ thì con của nó không thể là con công được. Một đứa ăn cướp, một tổ chức ăn cướp thì không thể nào đẻ ra được một cái mô hình tốt cho xã hội. Ăn cướp, ăn cắp, sản phẩm của ăn cướp, sản phẩm của ăn cắp, nó là sự ô uế, nó là sự nhục nhã, nó là sự tàn bạo. Chúng ta rất cần phải nhìn nhận cái chuyện đó. Đây là cái yêu cầu của lịch sử để tác động vào cái hành động gọi là đấu tranh của chúng ta. Chúng tôi là những lớp người đã trên dưới 60 rồi, đã đâu đó là de passé rồi, tức là nó đã sắp sửa đi về với ông bà rồi. Những thao thức mà chúng tôi muốn trình bày là để cho những người thật tâm có một cái ước mơ làm thay đổi, muốn thay đổi đất nước, muốn thay đổi quê hương, xứ sở, xã hội đó, để như là những kinh nghiệm, như là những dây dứt, những băn khoăn, những sự đổ vỡ, những sự đổ ngã, để mong rằng sẽ tạo được một cái vốn liếng nho nhỏ cho các anh, các chị ngày hôm nay đang muốn làm những điều tốt đẹp cho đất nước, cho xã hội. Mong rằng đó như là một cái kinh nghiệm
để các anh các chị không bị vấp ngã như chúng tôi, không bị mơ hồ đi những năm dài ở những cái ngõ ngách ngoằn ngoèo. Cái con đường chính đạo, khi tôi 40 tuổi tôi vẫn không nhận ra cái con đường mình đang đi đó nó không phải là con đường chính đạo. Thiện thì nó có đấy, nhưng gọi là đường chính đạo, đường để đi đến được thành công cho đại khối của dân tộc thì nó không. Gần 60 tuổi tôi mới nhận ra được điều đó, và ngày hôm nay tôi ước mơ rằng những anh chị em ngày hôm nay 30 mấy tuổi, 40 tuổi, các anh chị em sẽ không vấp ngã giống như chúng tôi đã vấp ngã. Xin báo lại dùm nhé, thưa các anh chị em, âm thanh có ổn được hay không ạ? Nếu âm thanh bị không ổn thì chắc tôi phải kéo lại cái micro cho nó gần hơn một chút xíu. Mà kéo micro này thì cái tai của tôi nó không có nghe được bên ngoài. Xin lỗi các anh chị em nhé, tôi đang phải đi làm việc và trên xe của tôi là lộn nhộn những cái đồ vật và hai con chó của tôi. Mong rằng các anh chị em không có vì thế mà coi rằng, mà nghĩ rằng tôi không có tôn trọng các anh chị em. Cái hoàn cảnh của những người gọi là lăn xả vào cái cuộc tranh đấu đó, nó nghiệt ngã lắm. Chúng tôi sống, nó có thể nói là xin đừng coi rằng đây là tạ oán. Chúng tôi tạ oán nhé, tôi béo gì phải tạ oán. Tôi hãnh diện vì cái cuộc sống của tôi, dù rằng chúng tôi thiếu thốn. Tôi tự hào tôi còn giữ được một phần nào đó sự bất khuất của tổ tiên để tôi chấp nhận những cái gian khổ của ngày hôm nay. Thưa các anh chị em, kinh nghiệm lớp trẻ thì có sức, có lực, có nhiệt tâm. Lớp già thì có kinh nghiệm, nhưng khó có được sự thông cảm, khó có được sự lắng nghe của lớp trẻ. Cho nên chúng ta đang ở trong một cái hoàn cảnh nó bĩ cực, nó bắt buộc chúng ta phải nghe nhau, phải lắng nghe nhau để chất lọc những cái điều nào xét thấy rằng có thể có lợi thì chúng ta giữ. Ồn quá phải không các anh chị em? Hôm nay trời nóng quá, tôi buộc lòng là xe không có clim, không có máy lạnh cho nên phải mở cửa xe, sợ gió nó ồn. Mà không có mở cửa xe thì chó nó ngộp, thì nó sẽ hít hú. Các anh chị có nghe được không? Nghe được không ạ? Không có. Chắc tôi phải dừng xe lại để đọc xem có cái comment nào của các anh chị em báo. Tại vì tôi vừa chạy xe, tôi nhìn này là không có nhìn được. Rừng lá thấp không, tức là không nghe được. Zero. Có anh chị em nó xin báo lại dùm tôi là âm thanh nó có nghe được không. Nếu nghe được thì đánh số 1, không nghe được thì đánh số 0. Tôi đang chạy trên đường, không có chủ động được.
âm thanh tốt chuẩn. Vâng, ok, vậy tôi sẽ tập trung, tôi đi ra đường tiếp. Chúng tôi là những người đấu tranh không có một cái cơ hội cao ốc, tức là không ngồi trên cao ốc. Chúng tôi là những người lăn xả vào cuộc tranh đấu. Chúng tôi là những người vượt biển, và trước khi vượt biển đã là những người tranh đấu. Và khi không còn có thể sống được, không còn có thể tiếp tục hoạt động được nữa tại quê hương của mình, chúng tôi phải băng bật ra nước ngoài. Và từ Phi Lợt Tân cho đến các cái xứ sở của Âu Châu, chúng tôi cố gắng gom góp những sức lực của mình vào trong cuộc tranh đấu. Nên ít hay nhiều đó, nó có được một số những cái kinh nghiệm đắt đỏ. Và vì thế đó, ngày hôm nay cái sự trao đổi nó liên quan đến những cái kinh nghiệm đó. Sau khi cái sự kiện của đồng bào thân yêu của chúng ta, tôi nhấn mạnh cái chữ đồng bào thân yêu của chúng ta, tức là những anh em, những chị em Tây Nguyên của chúng ta, người Kinh, gọi người Kinh cho dễ hiểu đó, tức là người Việt Nam, người Kinh, người thành phố, người miền xuôi của chúng ta, có một cái lỗi rất lớn đối với người Tây Nguyên. Chúng ta đừng quên rằng chúng ta đang sống trên đất của họ. Chúng ta đang sống nhờ trên đất của tổ phụ, của người Phù Nam và Champa, tức là cái mảnh đất từ Sài Gòn là thuộc về Chân Lạp, nhưng mà từ Biên Hòa sông Bé là thuộc về Phù Nam. Biên Hòa sông Bé đổ lên tới cao nguyên, đi sang bên Lào, đi qua Lao Bảo là đế quốc Phù Nam của thế kỷ thứ tư, thế kỷ thứ tám. Và cái nền văn minh của Phù Nam là một cái nền văn minh vĩ đại mà đã bị tàn phá bởi người Chân Lạp, tức là người Cao Miên ngày hôm nay đó. Rồi sau đó lại bị tàn phá bởi người Champa, tức là người Chăm đó. Và khoảng 200 năm nay, gần 200 năm nay là bị tàn phá bởi những người gọi là người Việt, người Kinh. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Chúng ta nói rất nhiều về cái yêu cầu công bằng. Chúng ta đòi là phải có công bằng cho chúng ta. Chúng ta đòi sự độc lập của chúng ta, sự công bằng, sự toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta. Nhưng những sự thao thức của chúng ta đó, có khi nào chúng ta đặt cái vấn đề, đặt một câu hỏi là chúng ta đang đứng trên đất nước của ai? Tổ phụ giống dân nào đã làm chủ đất nước này, gọi là bản địa, chủ nhân bản địa của những vùng đất, những vùng lãnh thổ này? Khi chúng ta nghiêm chỉnh đặt những câu hỏi như vậy đó, chúng ta sẽ thấy ra nhiều vấn đề. Rằng chính chúng ta đó, chúng ta nói đến chữ công bằng, nhưng chúng ta chỉ đòi công bằng cho chúng ta. Và chúng ta cộng lực, cộng phần bằng ý thức hoặc bằng hành động của chúng ta vào cái câu chuyện, vào cái nội dung là chúng ta tước đoạt sự công bằng, tước đoạt quyền công bằng của những người thấp cổ, bé họng hơn mình. Đặc biệt ngày hôm nay chúng ta đề cập đến anh em Tây Nguyên của chúng ta. Đất nước Việt Nam, đối với cái sự nhìn nhận của tôi đó, là chúng ta sẽ không ngóc đầu lên được. Đất nước Việt Nam sẽ muôn đời không ngóc đầu lên được nếu như chúng ta không có được một sự hòa giải đích thực với hai cộng đồng dân tộc, đó là cộng đồng dân tộc người Chăm và cộng đồng dân tộc Phù Nam.
nói đến cộng đồng dân tộc Phù Nam, trong đó có đến đề cập đến người Cao Miên, tức là người văn minh văn hóa Khmer. Chúng ta đã mặc nhiên cho chúng ta một cái quyền nghĩ rằng là chúng ta là những người giỏi, chúng ta là những người đương nhiên có quyền coi thường những giống dân khác, đặc biệt là anh em người Tây Nguyên, anh em người miền thượng của chúng ta. Ở đây là bắt đầu nó chập chờn đấy nhé. Internet ở đây là nó chập chờn đấy. Cái mạng cá nhân, cái wifi cá nhân của tôi không có đẩy lên được, không có đẩy tốt được. Tôi cứ trình bày đến khi mà nó dừng, nó ngắt lại thì phải chịu vậy thôi. Sự kiện xảy ra tại Đắk Lắk trong hai ngày vừa qua, nó làm nó khuấy động lên cái gọi là cái cộng đồng tranh đấu của người Việt Nam ngày hôm nay. Có rất nhiều những suy tư được gửi lên trên trang mạng và mang một thái độ miệt thị những hành động tự vệ vũ trang của anh em Tây Nguyên. Tôi nghĩ điều này đó, nó là một sự nhận thức chưa có được đúng đắn. Chúng ta có những nhận thức chưa được đúng đắn là bởi vì chúng ta sống trong một cái cõi giếng của chúng ta. Chúng ta chưa có được những sự quán chiếu hay những sự so sánh với các quốc gia khác, với các xã hội khác. Thí dụ như là Việt Nam so với những xã hội Âu Châu, xã hội Việt Nam so với xã hội Tiệp Khắc, xã hội Việt Nam so với xã hội Pháp, hoặc là xã hội Việt Nam, chính trị Việt Nam so với xã hội và chính trị America tại Mỹ. Khi chúng ta có được một cái tầm nhìn vừa đủ đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái yêu cầu tự vệ là yêu cầu hết sức chính đáng của những người dân thấp cổ bé họng. Ở những quốc gia có được những nền chính trị tương đối trưởng thành, đó có một cái môi trường chính trị tương đối trưởng thành với tam quyền phân lập thực sự, Alo, 1234, alo, 1234, lại xin trở lại với các anh chị em. Ban nãy live stream bị ngắt đoạn. Vâng, thưa các anh chị em, cái lúc vừa nãy bị ngắt đoạn đó là cái khi mà tôi đề cập đến cái yêu cầu về tự vệ vũ trang. Các cái quốc gia có được cái môi trường chính trị tương đối là trưởng thành, thí dụ như tại Âu Châu, đặc biệt là tại Pháp, thì họ một số những cái điều khoản lớn chính trong cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền là họ áp dụng tương đối là nghiêm chỉnh. Cho nên cái quyền tự do ngôn luận nó được coi là đệ tứ quyền, tức là cái quyền quan trọng thứ tư, song song với cái gọi là cái tòa, các cái tòa tam quyền phân lập, tức là về tư pháp, về hành pháp, tức là hành pháp tức là bên chính quyền, bên thí dụ phủ tổng thống, tức là những người làm việc hành chính, và tức là tư pháp và hành pháp và lập pháp tức là bên quốc hội. Trong khi đó ở Việt Nam là chúng ta không có, xã hội Việt Nam
là một cái xã hội man rợ. Những người điều hành cái gọi là nền chính trị Việt Nam là điều hành theo cái kiểu thảo khấu, tức là đù mẹ chúng mày phải nghe tao. Tao có xấu, tao có thối thì chúng mày cũng câm mồm lại. Nếu chúng mày gào lên là tao cù mồm chúng mày lại, thậm chí tao chặt đầu chúng mày. Và đối với cái gọi là quốc tế đó, tức là cái hình ảnh đối với quốc tế, thì chúng nó vẫn thổi lên. À, nó họp quốc hội, mỗi một năm họp bao nhiêu lần quốc hội, trong khi đó nó chỉ là cái bánh vẽ thôi. Cái quốc hội của Việt Nam là một cái bánh vẽ, và người dân vẫn tận tụy cúc cung, tận tụy nuôi cái đám gọi là cái đám dân biểu đó. Cái đám hội đồng đại biểu, các cái gọi là đại biểu nhân dân đó. Đây là một cái trò trơ tráo bẩn bựa mà những người gọi là có sự văn minh đó, văn minh gọi là văn minh tương đối, văn minh tối thiểu, văn minh tương đối là không thể chấp nhận. Rồi cái xã hội ngày hôm nay con người ta nó không thể là cái chuyện là thượng đội hạ đạp được nữa. 100 năm trước, 200 năm trước con người ta có thể thượng đội hạ đạp. Thằng khỏe có thể vơ vợ của đứa yếu để về ngủ, ngủ đã rồi vứt đi. Người đàn bà trở thành một cái thứ mục tiêu của dục dục, một cái thứ hàng hóa của lòng tham muốn của bọn đàn ông cơ bắp. Đó là một cái điển hình của xã hội bạo lực, quân chủ bạo lực, quân chủ. Cái giống dân Do Thái đó vẫn còn có những dòng họ gọi là tốt, tốt đẹp, nhân văn. Và thực ra là bây giờ họ đang đánh nhau. Cái tầm cấp đánh nhau cao nhất, thượng tầng cao nhất là cấp độ toàn cầu. Và đây là một cuộc chiến mất còn. Trở lại cái câu chuyện của Việt Nam của chúng ta ở tại Tây Nguyên, chúng ta đâu đó khá giống với người Do Thái, tức là những người Kinh của Việt Nam. Nói Kinh cho dễ hiểu đi, chứ thực ra nó không có cái dân tộc con mẹ nào tên là dân tộc Kinh hết. Không có một cái dân tộc nào, dân tộc của Kinh Nghiệm hay Kinh Nguyệt hay Kinh Hoàng. Đó là tào lao quý đào của một cái bọn gọi là trí thức dở hơi, cắm đầu cắm cổ vào những cái sở học, những cái vốn học của bọn Hán. Nên cả hàng 500-600 năm rồi cứ bám vào cái gọi là cái Hán nho, cái khổng nho để làm cái kim chỉ nam cho cuộc đời, cho xã hội. Có cái cú điện thoại đang gọi. Vâng, tôi hôm nay sức khỏe nó không có được tốt lắm. Khá là phân tâm với các anh chị em. Chúng ta đâu đó đã khá giống với cái tính cách của người Do Thái. Chúng ta mặc định cho chúng ta một cái quyền là cái quyền đứng trên người khác, quyền đứng trên dân tộc khác.
chúng ta gọi anh em của chúng ta những dân tộc miền thượng, chúng ta gọi anh em của chúng ta là mọi, tức là nó y chang cái bọn Hán 2000 năm trước chúng nó gọi Lạc Việt là cái giống gọi là giống Nam Man, tức là mọi phương Nam. Nam Man, Man Ri mọi rộng. Và ngày hôm nay thế kỷ 20, 21 chúng ta vẫn luồn cuộn trong cái gọi là cái thói xấu, cái thói hư tật xấu đó, để chúng ta nhìn những người anh em của chúng ta và chúng ta gọi nó là mọi. Nên đây là một cái vấn đề hết sức quan trọng. Mà muốn trao đổi mạch trao đổi với các anh chị em cứ bị ngược. Người cái câu chuyện ở tại Đắk Lắk vừa qua đó, nó cần cho chúng ta và cho tới ngày hôm nay thì cái tình trạng nước Mỹ nó đang đối diện với một cái hoàn cảnh mà tôi gọi là hoàn cảnh băng tan. Cái mô hình Democrat, mô hình dân chủ đã bị lạm dụng, đã bị bôi đen. Đó là một cái mô hình rất đẹp, nhưng đã bị bôi đen, đã bị răng đầy những cạm bẫy trên khắp thế giới. Thì cái câu chuyện trong tâm tư, tâm tưởng của người Việt Nam cũng vậy đó. Nếu như chúng ta không biết tôn trọng những giống dân của Tây Nguyên hoặc là giống dân Champa đó, mà để có được những sự hòa giải đích thực, sự tôn trọng đích thực ấy, thì chúng ta sẽ không ngóc đầu lên được. Chúng ta sẽ không thể nào gọi là hội nhập vào được một cái xã hội, gọi là một xã hội tiến bộ, một xã hội văn minh, một xã hội nhân văn, nhân bản. Không thể nào tiến lên được cái tình trạng đó. Và nó sẽ chỉ luồn quẩn ở một cái xã hội man rợ giống như xã hội cộng sản ngày hôm nay, gọi là tam quyền phân lập, nhưng hoàn toàn không có tam quyền phân lập, hoàn toàn là xạo sự, hoàn toàn là dối láo. Và một xã hội từ thượng tầng cho đến hạ bộ đều là dối láo, đều là lường gạt, thì cái quốc gia đó, cái dân tộc đó sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu diệt, tự tiêu diệt. Việc những người cầm quyền đưa ra những cái thông tư, đưa ra những cái quyết định mang cái tính cách hết sức sắt máu đối với những người vì bảo vệ đất đai của mình, vì bảo vệ văn hóa của mình mà có những thái độ chống lại nhà cầm quyền. Tôi rất muốn liên tưởng đến cái sự kiện ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 6 năm 2018 với cái sự kiện ngày Chủ nhật cũng là ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 6 năm nay, tức là năm 2023, 5 năm đã trôi qua. Cái vô tình hay hữu ý tôi không muốn bàn sâu vào, nhưng rõ ràng là có sự liên quan, ít nhất là liên quan về tâm linh. Cái hành động của những người tại những người đồng bào của chúng ta đã có những hành động tại Đắk Lắk trong ngày 11 tháng 6, nó rất giống với cái tâm thái, tâm thức của đồng bào Ninh Thuận
đã nổ ra năm 2018 suốt một tuần lễ, gọi là tuần lễ đầu của tháng 6. Tức là từ ngày mùng 6 tháng 6 tới ngày 13 tháng 6 năm 2018. Và những đồng bào của chúng ta tại Ninh Thuận đã bị đàn áp khốc liệt. Cảnh sát cơ động là dày đặc để vào đàn áp. Và biết bao nhiêu những anh chị em đã bị bắt, bị đi tù. Và chúng ta, cộng đồng mạng, không bao nhiêu người biết đến. Cho nên cái sự kiện ngày 11 tháng 6 vừa qua, tức là cách đây 1-2 ngày, đối với tôi nó là sự tiếp diễn, nó là sự tiếp nối của sự kiện tháng 6, mùng 10 tháng 6 của Sài Gòn, của Hồ Nai, của Long An, của Bình Thuận, đặc biệt là tại Bình Thuận. Nói đến điều này để nhắc nhở với chúng ta rằng, trong anh em tranh đấu của chúng ta, rằng cái tinh thần của ngày 10 tháng 6 năm 2018 đó là bất tử, không thể nào mất đi được cái tinh thần của ngày 10 tháng 6 năm 2018 của phương Nam nói chung và của Sài Gòn nói riêng, Biên Hòa nói riêng, Ninh Thuận nói riêng. Và đó chính là ngoài nổ tinh thần để chuẩn bị đến khi cần thiết cái trái bom khổng lồ CBU sẽ nổ tại Việt Nam. Chúng ta có một cái tình trạng rất là rõ ràng, đó là tình trạng bị trị của người dân miền Nam. Người dân phương Nam là người dân bị trị, và đặc biệt người Tây Nguyên lại là người bị trị, tức là tầng lớp bị trị tầng 2, tức là đau đớn hơn nữa. Chúng ta nhìn như thế nào, chúng ta cảm xúc như thế nào về danh sách những gọi là chiến sĩ công an hay là cán bộ trong hai cái xảy ra hai cái vụ bắn giết vừa rồi tại Đắk Lắk? Tại sao không có người quê Sài Gòn? Tại sao không có người quê Đồng Nai? Hoặc là tại sao không có người quê ở Đắk Lắk, Kon Tum, Buôn Ma Thuột hay Đà Lạt, mà rặc toàn là những người từ ngoài phía Bắc vĩ tuyến 17 vào trong đó để nắm quyền, để cai trị? Tại sao người dân phương Nam không được quyền cai trị nhau mà toàn là người miền Bắc của vĩ tuyến 17? Nên điều đó cho chúng ta một cái nhìn cụ thể về gọi là tình trạng nô lệ của người dân phương Nam, tình trạng bị trị của người dân phương Nam. Đồng thời chúng ta đọc cái gọi là những cái văn bản mang tính cách tiêu diệt, tức là chỉ đạo, chỉ thị tiêu diệt đối với quân khủng bố. Chúng ta nhìn lại giai đoạn mặt trận giải phóng miền Nam, quê của tôi này, quê của tôi này, quê của bà Phạm Hạnh này, quê của bà Kim Vũ này, quê của bà Huỳnh Thị Tố Nga này, chúng tôi là cùng một quê đó. Và tình trạng khủng bố thì kinh hoàng, đặc biệt là mấy cái làng gọi là làng miền Bắc di cư của chúng tôi mà sống sát với vùng chiến khu đây.
những cái hành động gọi là, tức là người cộng sản gọi là hành, những hành động đó là hành động anh hùng, tức là hành động vào phá các cái cơ sở hành chính của người Bắc di cư, của người quốc gia, rồi treo cổ, cắt cổ những người làm ở những cái ủy ban hành chính xã hoặc là ấp, thì những người cộng sản coi đó là những hành động anh hùng, và chúng tôi coi hành động đó là hành động man rợ. Ngày hôm nay trong cái đội ngũ đấu tranh của chúng ta cũng có những người rất là to, tức là nói rất hay và giọng rất là oanh vàng để xác định, khẳng định một cái nội dung mang tính cách xỉ vả đối với những người làm cái công việc gọi là tự vệ vũ trang. Chúng ta nhìn những vũ khí tự vệ vũ trang đó là chúng ta thấy đau xót. Họ, tại sao họ phải quyết tử như vậy? Cái thái độ đó, cái ánh mắt của những người bị bắt, tôi chưa dám khẳng định rằng đó là những người thật sự là những người của cái đội quân đó mà bị bắt. Tôi nghĩ rằng những người đó, những người bị bắt đó là những người gián tiếp tham gia, tức là thí dụ như là những người dân địa phương ở cái vùng đó. Còn một cái nghi vấn khác là tạo ra, mà cái nghi vấn gọi là tạo ra những cái nhân lực bắt bớ đó thì tôi cũng không có, nhiều người đặt ra cái câu hỏi đó nhưng mà tôi không có trôi theo, tại vì cái ánh mắt của những có ba người thôi, đưa ra được hình ảnh là ba người thôi, nhưng mà ánh mắt của một trong hai người đó là ánh mắt hết sức được cương quyết, tức là ánh mắt dám chết, tức là tao sống chết với chúng mày. Đó là ánh mắt lý tưởng, đó là ánh mắt gọi là những người cương quyết đem cái mạng sống của mình chấp nhận hy sinh để làm cái việc mà họ cho là việc hữu ích, việc hữu lý, việc tốt đẹp. Các anh, các chị sớm xỉ vả những cái hành động tự vệ vũ trang quá. Các anh tự cho mình là người nhân văn, các chị tự cho mình là người nhân văn, người trí thức, nhưng thực sự các anh các chị chưa đủ trí thức, chưa đủ tri thức, chưa đủ nhân văn. Đấu tranh chính trị nó chỉ có thể dùng được, gọi là đấu tranh dân chủ, nghĩa là đấu tranh chính trị trong một cái, nó phải có trong một cái môi trường gọi là môi trường có dân chủ thì anh mới đấu tranh chính trị được. Trong khi Việt Nam là một cái môi trường phi chính trị, một cái môi trường phản chính trị, một cái môi trường độc tài, thì không thể nào gọi là đấu tranh chính trị được. Những người mở miệng ra gọi là đấu tranh chính trị ở xã hội Việt Nam đó, không là những con vẹt thì là những thằng cuội. Cái bối cảnh của Việt Nam chỉ có đấu tranh cách mạng mà thôi, tức là thay đổi, lật đổ, chứ không có cái chuyện hòa hoãn, đối thoại để tạo ra sự thay đổi. Bọn cầm quyền có nghe chúng ta đối thoại không? Bọn cầm quyền nó coi chúng ta là gì? Nó coi chúng ta là kẻ thù. Nó xác định rõ ràng là chúng ta là kẻ thù, tức là kẻ thù gần và kẻ thù xa. Tức là kẻ thù gần, kẻ thù sát mặt chúng nó là giống như bây giờ đó, là những người làm cái hành động tự vệ vũ trang. Kẻ thù xa là ai? Kẻ thù xa là đồng bào Việt Nam đang sống, là đối thủ của chúng nó cả, là kẻ thù của chúng nó cả, đặc biệt là người phương Nam. Cho nên cái sự nhận thức của chúng ta nó đang hết sức cần thiết để phân biệt đấu tranh cách mạng hay đấu tranh chính trị trong bối cảnh Việt Nam ngày hôm nay. Nếu nói rằng bối cảnh Việt Nam ngày hôm nay là một cái bối cảnh, là một cái môi trường thích hợp cho đấu tranh chính trị đó,
cho hoạt động đấu tranh chính trị đó là ảo tưởng hoặc là ngu dốt, hoặc là các ông các bà trí thức hải ngoại, các ông các bà được nghĩ rằng sẽ có một cái ghế này, sẽ có một cái ghế kia, thí dụ như là phong trào gọi là phong trào dân chủ đa nguyên, những người cộng sản sẽ mời các vị về để hợp tác, để gọi là chia quyền với nhau. Tất cả là bị ăn cứt gà hết, chúng nó dựng ra đấy. Thằng Trần Quốc Vượng là một cái mô hình dựng ra cả một cái chuồng gà đầy cứt, và các ông các bà đớp vào hải ngoại đó. Toàn là những ông trí thức, các bà trí thức to đùng đớp vào cái bãi cứt gà đó, một lô một lớp một rổ cứt gà đó. Các ông các bà muốn ăn cứt gà đó là quyền của các ông các bà, nhưng làm ơn đừng có kéo dân đi ăn cứt gà cùng với các ông các bà. Cái bối cảnh, cái môi trường của Việt Nam không thể đấu tranh chính trị được, không thể đấu tranh dân chủ được. Láo xạo những cái lý thuyết dân chủ đa nguyên đem áp dụng tại Việt Nam và lên tiếng phỉ báng những cái hành động vũ trang tự vệ, tôi nhấn mạnh là vũ trang, tự vệ vũ trang. Các anh, các chị không có một cái tư cách gì để có thể xỉ vả được những người đó, đó. Các anh, các chị là những thằng hèn, hoặc là ngu, hoặc là hèn. Các anh muốn là các anh đấu tranh mà mồ hôi đổ ra ít nhất, đặc biệt là máu không bao giờ đổ cả. Và nếu nó thành công đó, thì các anh các chị ấm êm. Còn nếu nó thất bại thì cũng chẳng sao, chẳng mất, chẳng rơi đi cọng lông rái nào cả. Thế đó gọi là cái tư duy chính trị, tư duy hoạt động chính trị, tư duy đấu tranh chính trị trong cái bối cảnh phi chính trị, tức là láo xạo, phét lác. Các anh không đủ đẩm lược thì các anh nên ngồi đó. Các anh là chuyên viên mà, các anh là những người trí thức mà. Chúng tôi sẵn sàng, anh em chúng tôi sẽ tác động với những lực lượng cách mạng để sẵn sàng mời các anh các chị quán xuyến đất nước sau này. Tam quyền phân lập đúng với cái khả năng của các anh bỏ ra, công bằng, không có cái chuyện thằng nào tham nhũng hay thằng nào gọi là đội đầu đội cổ, đạp đầu đạp cổ thằng khác. Còn ngày hôm nay những người họ làm cách mạng đó, cái chuyện của Tây Nguyên đó là hành động cách mạng, đó là việc làm cách mạng, hành động cách mạng, tự vệ, đấu tranh tự vệ. Không làm được như họ thì hãy ngậm họng lại, giữ cái hèn của mình, để nung nấu cái hèn nhát của mình để làm giàu cho tương lai. Chúng tôi sẵn sàng sẽ tạo điều kiện, những người làm cách mạng họ sẽ tạo điều kiện để cho các anh làm giàu một cách công bằng. Khi lật đổ được cái chế độ gọi là chế độ ăn cướp cộng sản hiện nay, cho nên muốn tâm sự với các anh chị em, đặc biệt là các anh chị em miền Nam, chúng ta đang nói đến một cuộc đấu tranh cách mạng, và khi nói đến cuộc đấu tranh cách mạng thì làm ơn đừng có nói với những người tại miền Bắc. 1.000 người tại miền Bắc, cùng lắm 2-3 người, trong 1.000 người đó có 2-3 người đồng ý chuyện cách mạng, tức là hoạt động đấu tranh cách mạng. 990 người khác là nếu có gọi là đấu tranh thì
là đấu tranh dân chủ. Tức là chúng ta chấp nhận cái quyền thống trị, cái quyền điều hành đất nước của một bọn cướp, đó là bọn cướp cộng sản. Bởi vì râu ria rễ má trong gia đình của chúng nó dính vào trong đó hết. Cho nên hãy trân trọng những người miền Bắc mang một cái suy tư, tức là một cái suy tư dứt khoát đó, một cái suy tư cứng rắn về cái chuyện phải có một cuộc cách mạng tại Việt Nam, gọi là đấu tranh cách mạng, tiến hành đấu tranh cách mạng. Hiếm lắm, không có nhiều đâu. Cho nên chúng ta có những sự dị biệt, chúng ta có những sự khác biệt, và đừng vì những sự khác biệt đó mà chúng ta bị dao động. Con đường của chúng ta nó như đạo vậy, đạo ai nấy giữ, đường ai nấy đi. Con đường một khi đã xác định rằng con đường đấu tranh cách mạng thì chúng ta chuyên nhất ý tưởng của chúng ta, hành động của chúng ta để chúng ta đấu tranh cách mạng. Những gọi là nó đấu tranh chính trị, ước mơ đấu tranh chính trị hay là viễn vông đấu tranh chính trị, chuyện nó kệ chúng nó. Chúng ta đừng có phân tâm. Chính nghĩa cần phải được xác định, và phương tiện để đạt được mục tiêu cho chính nghĩa đó, chúng ta cần phải nắm trong bàn tay của chúng ta, biết sờ được, biết cảm nhận được. Đó chính là cuộc đấu tranh. Vừa nãy lại bị mất sóng, không biết nó đến đoạn nào là tôi không có tập trung theo được. Rất muốn chia sẻ với các anh chị em, chỉ còn chừng 5 phút nữa thôi thì tôi sẽ phải gặp một số người khác để làm việc. Thì rất muốn với các anh chị em là chúng ta hãy chuyên chú vào mục tiêu của chúng ta, xác định lý tưởng của chúng ta, cái bối cảnh của Việt Nam, hoàn cảnh của Việt Nam là hoàn cảnh phải tiến hành một cuộc đấu tranh cách mạng chứ không hề là chính trị. Bọn đấu tranh chính trị đưa chúng ta ra ngoài Bắc, mời chúng ta ra ngoài Bắc, ra ngoài đó nó hú hí gọi là dân chủ chính trị với nhau, hú hí ở ngoài Bắc. Còn từ Quảng Trị đổ vào phải chuẩn bị tư tưởng để mỗi người phải sẽ trở thành như những người vừa mới thực hiện hành động tại Tây Nguyên vừa qua. Không có cuộc cách mạng nào mà không phải đổ máu. Cách mạng mà không đổ máu, cách mạng đó là cách mạng giả cầy. Vậy nhá, thưa các anh chị em, đừng hoang mang, hãy kiên định với cái mục tiêu của mình. Chúng ta không khuyến khích nhau tàn bạo, nhưng chúng ta phải biết tôn trọng nhau và giúp nhau can đảm, giúp nhau dứt khoát. Đây là lúc cần chúng ta dứt khoát nhất. Xin kính chào các anh chị em.